Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm tai nạn giao thông, thời gian qua Công an thành phố Phúc Yên, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với xe đã hết niên hạn sử dụng, xe độ chế tham gia giao thông. Bên cạnh đó, khuyến cáo tổ chức cá nhân không mua bán, trao đổi xe tự chế, xe hết niên hạn sử dụng để tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa trái phép. Chiếc xe mang biển kiểm soát 34M1860 này bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Phúc Yên tạm giữ đưa về Công an phường Tiền Châu ngày 14 tháng 6 năm 2021. Chiếc xe này ngoài việc chở đất không che phủ bạt còn có dấu hiệu chở quá tải trọng. Không những vậy, khi kiểm tra chiếc xe này đã hết niên hạn sử dụng. Còn đây là chiếc xe độ chế hay còn gọi là xe công nông. Mặc dù theo quy định của pháp luật, xe công nông không được phép tham gia giao thông, tuy nhiên chiếc xe này vẫn cố tình chở hàng công cành lưu thông trên đường và đã bị lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Phúc Yên phát hiện tạm giữ. Những chiếc xe hết niên hạn sử dụng, xe độ chế thường không đảm bảo an toàn kỹ thuật lưu thông trên đường với tốc độ thấp, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Công an thành phố Phúc Yên tiến hành tập trung xử lý và các xe như tự chế, xe công lông, xe ba gác và những xe đã hết niên hạn sử dụng. Những xe trên là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông cũng như là tiềm ẩn tai nạn giao thông cao. Trong thời gian tới thì Công an thành phố Phúc Yên sẽ cũng tăng cường thêm một tổ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Chính vì vậy, từ nay đến cuối năm, Công an thành phố Phúc Yên tiếp tục tuyên truyền để tổ chức cá nhân tự nguyện thực hiện các thủ tục và giao nộp giấy chứng nhận đăng ký biển số của phương tiện hết niên hạn sử dụng theo quy định.